Mấy tháng trước đi xe ôm lấy giá có 10.000. Lúc ấy thấy anh hơi ngu, có mắt cứ như bị mù. Anh nay khác rồi, tại vì khi xưa bị thích em quá thôi. Nếu như nhỡ mai anh được gặp lại em trong Nam, thì hãy cho anh được giữ sức. Anh làm nhậu bùi viện chẳng hết là bao, việc gì em phải làm cao khi tiền lương của anh cũng khá cao. Hãy để anh khảo. Mình tình cờ gặp nhau ở trong Nam, mấy cô em xinh tươi anh không hăng, vì thích môi em thôi. Gió đông Hà Nội đã giúp anh thêm cơ hội. Cầu Giấy nay xa rồi, mình làm một ly cà phê em nha. Nếu xe anh sẽ đưa em về nhà, anh xin hứa không làm gì thì em vô cùng. Nhưng nếu anh nuốt lời làm cho mình sẽ cầu mong em. Cuckoo, you are my cuckoo. You are my cuckoo. You are my no. Because you are my yeah. Because you are my yeah. Because you are my, you are my no. Tán tỉnh em từ Cầu Giấy mò vào tận Sài Gòn, giá xe ôm anh vẫn lấy vậy. Cũng chỉ mất 10.000. Ở ngoài kia hướng dương trà đá, phía trong này cà phê nước cam. Ở ngoài kia mùa đông lạnh giá, phía trong này nóng chảy màu cam. Ây, anh sẽ đưa em đi Bùi Viện ây. Ăn uống thì không kịp chùi miệng ây. Mình book taxi cho nó tiết ây. Làm vào chai bia cho nó có chuyện nhở. Mình sẽ lướt thẳng qua chợ Bến Thành, là bát hủ tiếu năm vàng có hành. Còn len mắt 81 ngắm cảnh, điện thoại cứ chắc tay chờ lá lành. Mình đi hết Sài Gòn rồi nhỉ, mệt rồi mình mò về nhà nghỉ. Hứa chỉ nắm tay rồi thủ thỉ, chắc chắn không làm mấy trò khỉ. Nên giờ đây anh vẫn ê. Nếu như nhỡ mai anh được gặp lại em trong Nam, thì hãy cho anh được giữ sức. Anh làm nhậu bùi viện chẳng hết là bao, việc gì em phải làm cao khi tiền lương của anh cũng khá cao. Hãy để anh khảo. Mình tình cờ gặp nhau ở trong Nam, mấy cô em xinh tươi anh không hăng, vì thích môi em thôi. Gió đông Hà Nội đã giúp anh thêm cơ hội. Cầu Giấy nay xa rồi, mình làm một ly cà phê em nha. Nếu xe anh sẽ đưa em về nhà, anh xin hứa không làm gì thì em vô cùng. Nhưng nếu anh nuốt lời làm cho mình ra cầu mong em. Ngày nhớ đêm mong em có biết không, đừng tránh xa cho anh thấy đau lòng rồi. Vẫn hy vọng dù giữa đêm mùa đông no. Mình tình cờ gặp nhau ở trong Nam, mấy cô em xinh tươi anh không hăng, vì thích môi em thôi. Gió đông Hà Nội đã giúp anh thêm cơ hội. Cầu Giấy nay xa rồi, mình làm một ly cà phê em nha. Nếu say anh sẽ đưa em về nhà, anh xin hứa không làm gì thích em vô cùng. Nhưng nếu anh nuốt lời làm cho you are mine.